xem phần gì là phần kèn. Bắt đầu từ đây trở đi mình sẽ học khó nhé, học về thống kê suy diễn. Thì phần gì phần kèn là cái gì? Nói về một cái gọi là normal distribution, phân bố chuẩn. Phân bố chuẩn này mọi người nắm được đặc điểm phân bố chuẩn như nào. Thứ nhất, phân bố chuẩn có một cái hình phối bằng hình chuông, đúng chưa? Hình chuông nữa là gì nhỉ? Bell shape. Mà đã hình chuông thì nó là positive skew hay là negative skew? Đúng không? Chả skill nào cả, đấy là skill. Chả nghiêm như thế nào cả. Nó là gần symmetrical. Dạ. Đối xứng. Đặc điểm tiếp theo là đây là về skill nhất, là skill không đúng không? Thế thì đặc điểm gì nhỉ? Về độ nhọn đúng không? Còn mấy ạ? 3. 3. Ok, cái này mọi người phải nốt tương đương là skew bằng 0. Thì ký hiệu về mặt toán học thì nó sẽ là n mui. Nhưng mà đây là hai cái parameter chủ yếu của cái phân phối này. Đó là nó phải có một cái giá trị trung bình. Đó chính là cái gì nhỉ? Bằng cái gì thôi? Được chưa? 3 cái m bằng mui. 1 mm là bằng nhau đấy. Đó, và sẽ có một cái độ đẹp chuẩn. Thì ở đây ký hiệu phi sai là sigma bình, thì đây hoặc là sigma. Đó. Rồi, đấy là về phân phối này, sẽ có điểm như vậy. Ok, thì mình sang phần tiếp theo. Thì phần này nó chỉ giới thiệu cho mình cái phân phối chuẩn là cái gì thôi. Thì để đi vào chi tiết hơn cái ứng dụng của phân phối chuẩn này, chúng mình sẽ đi vào phần L là về confidence interval, khoảng tin cậy. Ok, bây giờ mình lấy ví dụ như sau. Mình có một cái assumption như sau. Là cái tuổi thọ trung bình ấy, thọ trung bình sẽ tuân theo phân phối chuẩn N mi sigma bình phương. Được chưa? Mi sigma bình. Trong đó mi này là bằng 70, tức là trung bình tuổi thọ 70 tuổi, và sigma sẽ bằng 15. Sigma bằng 15, đó là chuẩn 15.